哎，哎呀，子一点。早上好，中国山寨，我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。早上好，中国山寨，我有冰淇淋。我也有。哎呀，子一点。早上好，中国山寨，我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情》中比冰淇淋。冰淇淋là gì mà gây bão mạng xã hội những ngày qua? Bing chilling là phiên âm từ tiếng Trung Quốc của từ bì lính, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cây kem. Cụm từ bing chilling đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2021. Khi nam diễn viên người Mỹ John Cena vừa ăn kem vừa nói về bộ phim Fast and Furious 9 bằng tiếng Trung Quốc.Tạm dịch câu nói của John Cena là Chào buổi sáng Trung Quốc, bây giờ tôi có kem, tôi thích kem. Nhưng Fast and Furious 9 còn ngon hơn kem. Dù phát âm tiếng Trung không chuẩn nhưng sự hài hước, đáng yêu của nam diễn viên này khiến nhiều người thích thú. Cũng từ đó, đoạn clip này trở nên viral. Cụm từ bing chilling được nhiều bạn trẻ biết tới và dạo gần đây đang gây bão trong giới trẻ. Không khó bắt gặp các bạn trẻ Gen Z đu chen bằng cách cover đoạn clip của John Cena. Họ vừa ăn kem vừa nói câu giao sang hào dùng hu.Hèn dài quay ô bình chi linh, khu hắn xe hỏi bình chi linh, hoặc đăng trạng thái kèm cụm từ bình chi linh trên khắp các trang mạng xã hội. Hỏi người Trung Quốc về bình chi linh. Ấy, 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 我想问一下，那个最近你们有没有听过那那个？打上好中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，你知道吗？什么意思啊？没有冰淇淋是什么意思 ？John Cena 说的。不知道，因为越南抖音上很有很火的，打上好中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。早上好，中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是。Really felt like a soft serve tonight. 早上好，中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。好，我们停了。早上好，越南，中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。嗯，真的好吃。早上好，中国，现在我有冰淇淋，冰淇淋。电视送你。现在是音乐时间。微博说你吃吧，我用我的手机拍很多很多好浪漫。中国人说到浪漫是文化，所以我吃西兰花。但是我的错误你必须了解。我吃到浪漫不是广告，但是从你一起搞冰淇淋是广告。我不知道到浪漫是文化，西兰花更野蛮。我爱中国的中国人好汉。天大山不知道了吗？呀比大路速度与心跳，我正在地球出来速度与心跳，喊出喊出到了吗？你已经走不上，但是我的速度与心跳不好点点喊出冰淇淋的到了吗？早上好，中国，现在我有冰淇淋，冰淇淋，但是速度与心跳比冰淇淋更有力。我爱中国，搞中国人是巴比的空间，我让人解释喊速度与心跳。因为一种好多是国人，我爱中国不吃冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋高一毫米。因为速度与激情就是一种好秘密，因为世界我比你。Ice cream, Benjamin, Benjamin, Ice cream, Benjamin, 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 Benj
我增强，我有冰淇淋，我很精准，冰淇淋。Mình mà ăn kem thì mình nói ăn kem. Một từ đơn giản nghe là đã thấy thèm. Mấy bữa hôm nay cứ lem bem cứ lem bem. Tại sao phải nói bình chiêu linh bình chiêu linh? Từ kem nghe rất chi là nó êm đềm. Mình luôn yêu thích kem vì nó có em. Chẳng hiểu sao mà thấy dân tình cứ linh đình. Mình đây không thích bình chiêu linh bình chiêu linh.